Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn quản lý băng thông truy cập trong nước và quốc tế trên router Microtik. Có khá nhiều trường hợp các bạn sẽ cần phải tách biệt lưu lượng truy cập các dịch vụ trong nước và quốc tế. Ví dụ như các bạn có hai đường Internet, đường 1 có 45M băng thông đi quốc tế, 1-2 400M trong nước. Các bạn muốn toàn bộ traffic đi quốc tế sẽ đi qua 1, còn các traffic trong nước sẽ đi qua 1-2. Khi đó các bạn sẽ cấu hình trên Microtik để điều hướng những traffic này. Để có thể điều hướng được traffic thì trên Microtik chúng ta sẽ có một số bước. Đầu tiên, chúng ta sẽ cần phải tập hợp tất cả các IP public có tại Việt Nam và tạo các address trên Microtik tương ứng với các IP này. Sau khi có các address, các bạn sẽ sử dụng Mango để đánh dấu các kết nối. Những địa chỉ đích nào có trong danh sách IP mà các bạn đã định nghĩa sẽ được đánh dấu là traffic trong nước, còn những địa chỉ đích không có trong danh sách sẽ là traffic quốc tế. Cuối cùng, chúng ta sẽ tạo các default route theo những traffic mà chúng ta đã đánh dấu ở trên. Ok, mình sẽ đi vào chi tiết từng bước. Đầu tiên thì mình sẽ thu thập tất cả các IP public. Để xem danh sách IP public tại Việt Nam, các bạn truy cập vào website của VNNIC là vnnic.vn. Vào menu tài nguyên Internet, IPASN, thống kê. Sau đó nhấn vào thông tin địa chỉ IPv4 của Việt Nam. VNNIC đã thống kê toàn bộ IP của Việt Nam tại đây, các bạn chỉ cần copy về là được. Tuy nhiên các bạn lưu ý là danh sách này sẽ được cập nhật liên tục, file hiện tại được cập nhật ngày 20 tháng 5. Trong tương lai các bạn sẽ cần update lại để cập nhật thêm các IP mới. Mình sẽ copy IP này về Notepad. Sau đó các bạn cần loại bỏ các khoảng trắng giữa phần network và subnet mask. Có rất là nhiều cách làm khác nhau. Bạn nào có cách làm nhanh hơn thì có thể chia sẻ dưới comment nhé. Mình sẽ sử dụng replace của Notepad. Hai dòng đầu này không có tác dụng gì nên mình sẽ xóa đi. Các bạn bôi đen những phần ngăn cách giữa IP network và subnet mask và nhấn Ctrl đồng thời với H để thay thế. Phần replace with này các bạn để trống, không nhập gì vào là được. Nhấn replace all. Sau đó kéo xuống và tiếp tục replace. Có khoảng trống nào các bạn replace hết, kể cả các dòng không có nội dung thì các bạn xóa đi. Nó cũng không có nhiều đâu, chỉ 2 đến 3 lần replace là chúng ta có đầy đủ IP theo đúng cú pháp rồi. Sau khi chắc chắn các IP đã đúng theo cú pháp, các bạn copy toàn bộ IP này sang Excel. Các bạn có thể thực hiện replace trên Excel ngay từ đầu cũng được, nhưng mình thấy làm trên Notepad thì nó dễ nhìn hơn. Trong danh sách IP này có rất nhiều giá trị trùng nhau, các bạn cần loại bỏ nó đi. Nếu có các giá trị trùng nhau thì khi các bạn import vào Microtik sẽ bị lỗi. Vào menu Data, nhấn Remove Duplicate, nhấn OK. Excel sẽ xóa các giá trị trùng lặp đi, như vậy là chúng ta đã có danh sách IP hoàn chỉnh. Sau khi có đầy đủ IP ở Việt Nam, các bạn sẽ cần tạo các address tương ứng. Sẽ có hai cách như sau. Cách 1 là các bạn tạo trong Winbox. Các bạn vào menu IP, Power. Chuyển sang tab Address List. Nhấn dấu cộng và tạo mỗi address cho một giải địa chỉ IP. Tuy nhiên với số lượng IP lớn thì các bạn không thể sử dụng cách này được. Khi đó chúng ta sẽ sử dụng các file có định dạng ASC để import vào Microtik. Đây là cấu trúc của file ASC.
Dòng đầu tiên này là truy cập vào tab Address List trong menu Firewall giống như các bạn làm trên Winbox. Sau đó tạo một Address List với tên là IP Việt Nam và địa chỉ là 1.1.1.1. Ở đây mình đang tạo một cái với IP bất kỳ để lấy phần tên thôi, còn IP phía sau này không quan trọng. Khi có address name rồi thì chúng ta sẽ edit list có tên là IP Việt Nam và bắt đầu add các IP vào bằng lệnh add phía dưới. Khi đó toàn bộ các IP mà chúng ta vừa thu thập được đều có cùng name là IP Việt Nam. Nghĩa là khi các bạn có nhiều IP thì các dòng add bên dưới này chỉ khác nhau về giá trị địa chỉ IP có trong dấu ngoặc kép này thôi. Do vậy, mình sẽ copy phần trước giá trị IP này và paste vào một cột trong Excel. Mình sẽ paste ở cột phía trước địa chỉ IP. Các bạn để ý cú pháp ở cuối lệnh S là dấu ngoặc kép. Do vậy, mình sẽ thêm dấu đóng ngoặc kép ở cột phía sau địa chỉ IP. Cuối cùng là các bạn sử dụng hàm end để kết hợp ba cột này lại là chúng ta sẽ được câu lệnh hoàn chỉnh đúng cú pháp. Việc còn lại là các bạn dán các giá trị này xuống dòng bên dưới là được. Các bạn chỉ cần để chuột vào góc của ô đến khi nó chuyển thành dấu cộng màu đen, sau đó kích đúp chuột là xong. Chuyện còn lại là copy cột kết quả này sang Notepad và dán ở vòng phía dưới lệnh IEM là được. Lưu file này lại với định dạng là ISC. Sau khi có file ISC, các bạn quay lại Winbox, vào menu file và tải file ISC lên. Các bạn có thể kéo thả từ máy tính hoặc là chọn nút upload cũng được. Sau đó thì nhấn vào New Terminal. Chạy file ISC bằng lệnh import file trừ name bằng. Phía sau là tên file các bạn vừa tải lên. Thông báo successfully là ok. Nếu các bạn không thấy thông báo này thì các bạn sẽ cần phải kiểm tra lại phần IP. Thông thường do khi edit thì vẫn còn IP trùng lặp. Quay lại menu Firewall. Các bạn có thể thấy 1129 address đã được tạo tương ứng với các giải IP public của Việt Nam, tất cả đều có tên là IP Việt Nam. Sau khi tạo xong address, các bạn sẽ đánh dấu lưu lượng dựa trên IP này bằng Mango. Cứ địa chỉ IP đích có trong danh sách IP Việt Nam chúng ta sẽ đánh dấu là traffic Việt Nam, còn lại thì là traffic quốc tế. Vẫn trong menu Firewall, các bạn chuyển sang tab Mango. Nhấn dấu cộng để tạo rule mới. Trên là pre-routing. Xuống address nhập giải địa chỉ IP LAN. In Interface chọn cầu kết nối xuống LAN. Chuyển sang tab Advanced. Dash Address List chọn IP Việt Nam. Chuyển sang tab Action. Action chọn Mask Routing.
và chọn Routing Table ở phần New Routing Map. Tuy nhiên, với phiên bản 7 trở lên thì các bạn sẽ không gõ trực tiếp tên của Routing Table ở đây nữa và các bạn sẽ cần vào menu Routing. Mình sẽ mở thử bản 6 để các bạn có thể dễ hình dung. Với các phiên bản 6, các bạn có thể gõ trực tiếp tên của Routing Table vào ô New Routing Map. Khi đó, Mikrotik sẽ tạo Routing Table tương ứng mà các bạn có thể chọn lại ở lần sau. Với phiên bản 7 thì các bạn sẽ cần vào menu Routing, Table. Nhấn dấu cộng để tạo các Routing Table trước. Mình sẽ tạo hai Routing Table cho Traffic Việt Nam và Traffic Quốc tế. Quay trở lại Mango Room. Chọn Routing Map là Traffic Việt Nam. Khi đó thì chúng ta có thể đọc nội dung của Mango như sau. Cứu Traffic có địa chỉ nguồn là giải LAN của các bạn, địa chỉ đích là các IP1 có trong danh sách mà các bạn định nghĩa thì sẽ được đánh dấu là Traffic Việt Nam. Tương tự các bạn tạo thêm một rule nữa cho các Traffic quốc tế. Rule này chúng ta chỉ cần chọn địa chỉ IP nguồn. Và mask routing về traffic quốc tế là xong. Không cần phải có địa chỉ IP đích. Khi đó những traffic có địa chỉ nguồn là IP trong giải LAN và IP đích không nằm trong danh sách các bạn đã nhận sẽ được tính là traffic quốc tế. Cuối cùng các bạn sẽ chọn route với hai routing map đã tạo. Các bạn vào menu IP, route, tạo hai default route tương ứng. Dash vẫn là 0.0.0.0.0. Gateway là cổng 1. Routing Table sẽ là Traffic quốc tế. Đối với phiên bản 6 thì mục này sẽ là Routing Map. Các bạn lựa chọn tương tự tùy từng phiên bản thôi. Tương tự một Default Route với Gateway là 1.2. Routing Table là Traffic Việt Nam. Như vậy thì traffic có đích là IP1 của Việt Nam sẽ được đẩy qua 1.2, còn lại qua 1.1, tương ứng với nhu cầu tách lưu lượng truy cập của chúng ta. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn quản lý băng thông truy cập trong nước và quốc tế trên router Mikrotik. Nếu các bạn gặp khó khăn gì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng khắc phục nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.